Qua đây biển nè, đây biển nè, Nha Trang đây, tới Nha Trang rồi, Khánh Hòa rồi, đẹp quá, qua một cái núi, đẹp quá, xuyên qua một cái núi, wow, coi biển đi kìa, đẹp quá, wow, wow, đẹp quá, đẹp quá, mình cũng trai mà, nó sợ cái gì hết. Có như trong ngành đó luôn, mấy cái đảo đẹp quá, đẹp, đẹp quá. Cái này cũng là lãnh hải, lãnh hải của Phú Yên. Và thường mấy cái điểm du lịch đó nó tạo chẳng vòng thôi anh coi, thôi anh coi, mà nó chưa phát triển du lịch đó mình không biết. Cũng luôn đang ngồi này là có bè nổi là ăn hải sản ngon. À hải sản đây, đúng rồi, Phú Yên Nha Trang là hải sản là số 1 rồi. Đường quốc lộ nó nằm bên kia, lần sau mình sẽ đi Phú Yên nha, lên kế hoạch. Chỉ nghe có cành đá dĩa rồi không thấy gì nữa. Thì, bây giờ ở trong thành phố người ta có chỉ nhiều cái khu du lịch, cái khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng, resort. Nhưng mà phải quảng cáo cho nhiều lên người ta mới biết đó là nó có cái gì chứ. Mới sao? Nhiều người ta mới đi được. Quyên còn hồ sơ lắm. Hồ sơ là thường mấy bạn đi phượt á, thì mấy bạn đó hay đi. Mấy bạn đó đi về mấy bạn đã post lên mạng nhiều nhiều, cái mấy nhà đầu tư họ mới xây được những cái khu nghỉ dưỡng rồi mới bắt đầu đi du lịch. Song song đường tàu là đường quốc lộ, đường đường đường. Trang rồi, Khánh Hòa rồi. Đại Lãnh đó, mùa Đại Lãnh là của Phú Yên chứ. Ủa vậy hả? Không, Đại Lãnh. Đại Lãnh biển đẹp lắm á. Cũng nghe nói tới Đại Lãnh. Đại Lãnh là mũi điện á. Nhớ Đại Lãnh đi vô Nha Trang có 20 cây, 10-20 cây vậy á. 10 cây, 20 cây vậy á. Ngoài ra đó chỉ có đá đá. Không nhớ Đại Lãnh thuộc Nha Trang của Yên, nhưng mà đại khái là từ vô Nha Trang gần lắm. Đi resort nè, tàu về chung, đứng lên coi tàu.